trời thiệt là khó nói quá đi thôi. Người này yêu người này chẳng được lại cứ thích phá cho hồi. Chuyện làng xóm ơi âm ba lăng, nhiều chuyện lắm ôi thật lăng nhăng. Vì thương nhau kiếp trước gần nhau là có phước, ôi bỏ qua chẳng sao đâu mà cái chuyện tào lao trên tầm phao. Phố âm ba lăng. Sao ngồi xuống nó nghe nè. Gì? Bữa nay làm gì không có nhà dễ hơn sao mà ra đây làm gì á? Ôi chà, khách sĩ bao đồ luôn ha. Khách sĩ bao gì vậy? Trời ơi, ở nhà dễ hoài á, ngồi biết một chỗ ê đích thấy mồ, đi ra cho nó thư giãn gân cốt. Trời ơi, sao vậy? Mới có hai mấy tuổi mà làm như ông già cha nội. Trời ơi, mày thử mày ngồi như tao một chỗ rồi mày biết liền gì. Ha, con này hay lắm nè. Thực phẩm bổ sung chức năng, uống vào sẽ tăng cường thể lực, bổ gân cốt, làm hủ đi. Thôi diễn gì ha, đừng có đem hàng thực phẩm chức năng ở đây mà bán với tôi, buôn bán hàng đa cấp nữa. Thôi khỏi đi mày ơi, uống ba cái đồ đó của mày chẳng thà tao đi qua cô dì chín hột vịt lộn á, tao ăn hột vịt lộn còn bổ hơn, còn rẻ hơn nha. Xin lỗi anh à, hột vịt lộn nó là thức ăn, còn này là thực phẩm chức năng, vô nó sẽ tốt hơn người ta rất nhiều. Chửi gì, ai chửi tôi có làm gì đâu, người ta chửi tôi cũng đi buôn bán mình chửi thôi. Ôi trời ơi, lâu lắm mới gặp mày nó nghe tâm mà. Khỏe không? Dạ con khỏe. Thôi bây giờ là bác Bình Phước nè. Tiền nhà sao? Tía để cho con thông thả vài bữa nữa, con qua con gửi tía. Con không có quên đâu, tại mấy bữa nay con lo làm, con kiếm tiền để con gửi tía. Tông nó nhiều cái bài ca này nó quen quá rồi. Bây giờ tiền nhà sao là tính tôi coi. Dạ tiền nhà thì con nắm hết rồi, chỉ có một cái là bây giờ bữa nay thứ hai, thứ ba, thứ tư, tía cho con thêm 3 bữa nữa con lại con gửi. Không có cho mày hẹn hoài à, cho gì mày hẹn riết giống như tao con nít vậy không được, không có chơi cú đó. Sao không, con nói con giữ lời mà. Thôi bây giờ không có nói nhiều chơi nè tía. Tía không ấy, giờ tía lấy hũ thuốc này trừ đi tía. Thuốc nữa hả? Dạ mày qua nhà tao đi, tao bán lại cho mày. Tao bây giờ hả, đụng mỗi lần đầu tiền nhà mày là mày đưa thuốc thuốc vô mày cấn mày trừ à. Riết rồi cái nhà tao bên đó là toàn là thực phẩm chức năng không á, mày cần không tao bán lại cho mày hả? Tao bán giá rẻ thôi, bây giờ nè cái này ở ngoài thị trường 10 tao bán 2 thôi. Không, tại vì con không có nhu cầu. Bây giờ tại vì tía có nhu cầu mà, cái này tốt mà tía, cái này tốt mà, cái này hàng mới về, nó có 2 hũ mà. Mà bây giờ con giữ hết 2 hũ rồi, bây giờ con thấy thương gia đình, thương tía, tía con mình con sợ sức khỏe tía không tốt. Thôi tía, lấy tía tài nữa, ngủ đi, rồi tía trừ tiền nhà cho con. Tía ơi, tía đừng mua 3 cái hàng đa cấp này tía ơi, tía cũng thiệt tía. Bây giờ tía uống cái này, thà tía qua bà chín vịt lộn á, ăn hộp vịt lộn còn bổ hơn, còn rẻ hơn cái này nữa à. Ngày nào cũng qua rồi. Trời ơi, cũng được rồi. Tía lớn rồi, ngày nào cũng ăn vịt lộn rồi riết mà, không có tốt đâu con. Không tốt. Hả? Không tốt gì. Bên đó người ta khuyến mãi cho một dĩa rau răm tổ chản, không tốt gì. Có ăn dương vô nó lâu lãng gì. Nói nghe thèm liền à. Còn chần chờ làm gì nữa. Đi Sơn, tía với mày qua bển làm vài trứng coi. Đi đó. Mày nhớ là mày, nhà tiền bạc mày nhớ mày. Mày hai ba bữa nữa rảnh đem qua nha, tao nói rồi á. Không đủ con ăn tiếp. Trời ơi, báo tụi lộn vào dưới người ta. Hay da. Mày bán nó có 1 tuần thôi mà lời dữ thằng ôn vậy. Hay da. Chuyến này nha, mình phải mở thêm cái tiệm cho nó bự nữa. Hèn chi bà chính bà báo tụi lộn, bà ở phòng tía mấy năm trời, không biết bà có dư vàng gì không, bà cất cái chổng này. Ghê lắm. Ồ, đã quá. Chiến này là ngon rồi, ngon rồi. Trời ơi. Tía. Trời ơi. Trời ơi. Con ngồi đếm tiền con ngon quá. Tía làm ơn ông đi. Tươi rối rồi nha, sao có tiền rồi phải không? Tiền thì làm ơn làm phước thanh toán tiền nhà cho tôi đi. Tía sao lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc kịp thời tía. Không, rõ ràng thôi phải thanh toán tiền nhà cho tôi. Con gửi tía phòng trọ tuần này á, tuần sau con đưa tiếp.
Ủa sao mày không đương lại mà đưa từ tuần là sao? Thì bữa tuần này bán được gom được miếng cho con góp miếng rồi tuần sau rồi cho con góp miếng. Trời đất ơi, thánh thần ơi, cho thuê mà ở trọ mà cũng trả góp nữa là sao ông nội? Thời buổi này cái gì mà không góp đi, góp hết trơn á. Nè, tao nói gì nói nha, góp thì góp cho đàng hoàng nha, thôi được rồi, không đi. Lần này tao lỡ vậy thôi, chứ lần sau mà trả đàng hoàng mày chứ không có góp mày. Công nhận tiền mày bán cái gì mà sao thì lẻ không vậy trời. Này đủ 200. Thế. Gì con? Bà chính không vượt lộn, kiếm tí quá trời kìa. Mày vô duyên quá. Trời đất ơi. Nè, vì vui kiếm tía thì tía còn vui hay tía còn mừng. Chứ bà chính dịch lộn kiếm tao, bắt mới kiếm tao. Tao có thiếu một chút tiền dịch lộn bà đâu. Bà bán vốn á, bà nói mà tía không biết gì luôn hả? Không. Mấy ngày quán bà ế nhệ luôn. Không ai vô ăn luôn hả? Không ai vô ăn luôn, bán ế nhệ luôn. Ủa lý do sao vậy ta? Lý do sao không ai vô ăn ta? Không lẽ mình nói đúng ta? Mình nói gì đúng? À, mà không, bà, đúng rồi, quán bà bán ế á thì tại vì bà hồn dịch lộn bà không ngon. Thứ hai là bà không biết chiều khách. Nó vô buôn bán mà bà bán ế vậy là phải rồi. Có gì đâu. Ê. Nè. Dạ. Vấn đề mày làm ăn có tiền, mày đừng nói tao là mày đi bán vịt lộn mà giật mối của người ta nghe. Nha. Có không? Có bán nhưng mà đâu có giật mối gì đâu. Mày bán cái kiểu gì mà bây giờ người ta bán ế mà mày ngon vậy? Mày bán cái kiểu gì vậy? Trời thì con cũng mở ra bình thường thôi. Mà con nói là bây giờ mở ra mới biết kìa tía. Trời ơi cái xóm này cái gì đâu mà ăn hồn vịt lộn giữ thần ngôn luôn, ai cũng ăn hết trơn hết trọi luôn, ăn cái gì mà ăn quá trời quá đất luôn. Mà con nói tí nghe nè, buôn bán hồn vịt lộn á là phải biết chiều khách, chẳng hạn như mà mình phải có chiêu nữa. Bây giờ mình buôn bán hồn vịt lộn mà vô mình bán 5 trứng mà mình tặng trứng à mà bán 5 trứng mình tặng cho ta 1 trứng chứ. Trời mà ơi. Mà cái người nào mà ở lại ăn con mới tặng à, người nào mà đi về con không tặng đó, ví dụ vậy. Bởi vì mỗi lần ta kêu á ra 5 trứng mà nói tí nghe nè, ra ăn, kêu 5 trứng ra ăn đâu hết luôn tía, ăn mà trợn động mắt lên nhà cũng ráng nuốt, mà mỗi lần mà nuốt không nổi là để lại, thấy không, để lại xong rồi con tính tiền, mà mỗi lần kêu ra là con tính tiền mà ăn không hết là con gom vô, con bỏ vô nồi, con hâm nóng lại cái đem ra bán cho khách tiếp, rồi ăn tiếp, rồi kinh khủng tiếp đó. Tía thấy không, con nói đúng quá mà. Mày buôn bán cái kiểu đó, mày nói mày cạnh tranh lành mạnh, cái đó mày chơi cha người ta chứ mày cạnh tranh lành mạnh. Nè tao nói mày ha, cái ngữ đó là ở đâu nghe. Mày coi nè, vì chính bà thân một mình bà tội nghiệp, bà bán nhờ vịt lộn để bà kiếm sống. Mày vô mày giành giật mối của người ta, mày có cái nghề khác mày không làm hả? Mày còn chồm sớm mày đối xử vậy. Tía nói vậy sao được tía? Gì? Trời ơi, bà bán hồn vịt lộn mà nhiều khi nó còn cái tính tình nữa, nó còn cái gian buôn bán nữa. Cái gian buôn bán của bà nó không được tốt, giống như người ta vô giống tụi con vô mua đi. Bà vừa vô mua, bà thằng cô không? Bữa nay mà các bạn thiếu mày mua thiếu không mày? Đó mà chửi gì khác. Con gặp con ở trong sớm mà con còn chịu không nổi nữa làm sao? Mà với lại một phần nữa, bây giờ nếu mà tí nói vậy, con buôn bán đàng hoàng mà, buôn bán lành mạnh mà. Bây giờ con khuyến mãi 1 trứng, kêu bả khuyến mãi 2-3 trứng đi, rồi bả giật khách lại. Đó, vậy buôn bán cho công bằng đi. Người ta ra bán trước. Làm gì làm, để cho tao bán. Còn mày muốn bán gì nữa, mày bán mà kiếm cái khác bán, đừng có bán trúng vịt lộn thôi. Bạn đi nói gì sao được, bây giờ con bán hàng đa cấp rồi, con đi bán tùm lum hết, thậm chí là con còn gì dắt chó đi vòng đi dạo giùm cái ông chính ở xóm trên nữa. Mà bây giờ kìa, rồi nhảy qua bán hồn vịt lộn mới có 1 tuần lời được mớ. Trời ơi, bây giờ tía ơi, kiếm đồng tiền khó khăn lắm, bây giờ tía còn cấm con bán hồn vịt lộn rồi, rồi con biết bán cái gì. Đây ông ấy gì nè tía, ông ấy đi cho nó bán 9 cút lộn vậy đấy, nghe được không? Cái này được rồi nghe. Bán lộn lời dữ thật vậy ta. Người lạ và nhiều chuyện khó nhất trên đời, trên người ra người vào và chuyện ồn ào làng xóm mà quanh tôi. Nó cứ ra đi rồi, chuyện này chưa xong chuyện khác tới. Tầm năm tầm ba để cho qua ngày danh rồi. Chuyện làng xóm ơi, âm ba lắng